Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết ngày 18 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết trong tỉnh có nắng nhẹ với nhiệt độ không quá 34 độ C. Đến chiều trời tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 5 đến 35mm. Riêng Trà Hiệp 54,6mm, Trà Thanh 51,4mm, Sơn Trà 40,2mm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, đêm nay cũng như chiều mai, trời sẽ tiếp tục có mưa nhiều nơi trên khu vực đất liền và vùng biển của tỉnh, với lượng mưa được dự báo từ 10 đến 30mm trong 24 giờ, có nơi trên 50mm trong 24 giờ. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong những ngày tới, thời tiết vẫn chưa có sự thay đổi. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông, đề phòng sét và gió giật mạnh trong dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Thưa quý vị, hôm nay mưa rào và dông trên khắp cả nước, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, hơn 100mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp đô thị. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi hơn 100mm. Từ ngày mai, ngày 19 tháng 7, mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi hơn 70mm. Còn khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi hơn 70mm. Sau đây là dự báo cụ thể một số khu vực trên cả nước vào ngày mai. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Nam Bộ, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Bản tin thời tiết đến đây kết thúc. Kính chào, tạm biệt quý vị.